Đây, chào Quyện đã quay trở lại với kênh của Nguyễn Thị Ngân Official. Hiện tại em đang có mặt tại cái này là ấp 5 Vĩnh Lộc A Bình Chánh không chú? Đúng rồi. Dạ, hôm nay đã được ra đường của Quyện đã. Ê chú với anh đi vô luôn. Bảy ơi. Bảy. Thì đừng có xa. Dạ đây anh đã đây đến nhà với Bảy. Ủa, tốt thiệt đó hả? Thiệt. Dạ hôm nay là dạ, xin chào quý vị khán giả. Trời, tóc chị bù xù quá nè. Lâu quá mới gặp Nguyễn Thị Ngân á trời. Cầm cho chị. Lâu quá mới gặp chị Ngân á. Em không ngờ chị Ngân cũng qua YouTube nữa. Đây, bữa nay đến nhà với Bảy. Mày quay chị coi. Tập trung coi nè. Đó. Dạ. Bữa nay em đang tới nhà bếp Bảy để lấy một ít đồ với giá. Hôm nay là ngày mùng 1 đúng không? Hôm nay ngày 30. Hôm nay là ngày cuối mà thành phố Hồ Chí Minh ngày mai là hết lệnh giãn cách. Đúng rồi. Cũng được một số hoạt động trở lại. Nên là cũng đã chuẩn bị đi quay hình lại với giá. Hôm nay đang đi qua nhà khách mời để set up mà qua nhà bếp Bảy trước để lấy đồ. Chả áo cam này đấy cho chị. Đây quay trước ngày hôm nay tới nhà bếp Bảy lấy đồ nhưng mà cũng có đồ cho bếp Bảy nha. Đoán coi chị mang gì cho bếp Bảy? Bưởi, bán bưởi thì cho bưởi chứ cho gì. Ngon. Nói chung là chị ăn đây, hết. Vô đi, vô đi. Vô hả? Có chú phải ăn bon cơm luôn nè. Vô đi để em làm lạp xưởng cho ăn. Có làm gà ngon lắm. Nè nói chứ chị không có đi đâu, ở nhà có gì mang qua cho nấy. Đây để chút nữa cắt bữa cho mọi người ăn. Có gà chị mà có mang cho một con gà với là một ít cá. Vậy hả? Ừ. Trời ơi ngon vậy. Nè. Đó. Bữa giờ chị Trang cũng cho em gà quá trời. Nè còn đây khô cá. Bữa nói chung củ lạnh còn gì cho chia bớt cho cái đó. Thế chị cũng không đi chợ. Đây còn đây là bưởi. Bưởi hả? Ừ để cái ngon này quá. Để cắt cho mọi người ăn. Rồi đến lượt Bảy có cái gì cho chị ăn à? Em hả? Đây. Trời ơi. Đây. Lạp xưởng. Cắt cái này đi không có chảy nước. Lạp xưởng xíu nữa sẽ chiên. Rồi gà bỏ đây đi. Nè có cả cá nữa nè. Đây bỏ tủ lạnh, chiên rửa bỏ tủ lạnh. Đây này. Đây lạp xưởng hôm bữa chị Trang cho là còn dư một bịch nha. Đây. Cái chị kia mang lạp xưởng cho em nè. Với gà. Rồi, wow, gà nữa hả? Thì chị tính ra ăn sướng quá trời. Gà có không, ý là chị Giang cho gà thì có gà thôi chứ không còn gì trơn á. Dạ hả? Chứ anh chưa hôm nay qua nhà bé Bảy đúng rồi anh chưa nên bé Bảy kêu là mọi người qua bé Bảy mời cơm. Thôi để chiên lạp xưởng cho mọi người ăn đi rồi mới chiên hả? Nhanh mà để kêu chú với Lam vô mọi người ngại đứng vô đi ăn sao đâu. Trời ơi vậy mà nó kêu không có xe. Xe đậu xe bị không có đề được. Đúng rồi, xe đậu 3-4 ngày là bị không có đề được à. Trời ơi, nay cũng qua lần đầu tiên em qua nhà bé Bảy luôn nó quý chú lên đây nè. Đấy ngồi mọi người ngồi kia đợi xíu cho bé Bảy nó nấu, mọi người ăn bảo lúc này người ta gọi gần tới nơi là phải nấu rồi. Ủa, bây giờ không nấu có cái gì để quay đâu. Không, chị có thể quay bưởi mà. Quay bưởi hả? Ừ. Để cái bột chốt quay qua anh cho mát. Bé Bảy rất là đảm đang mọi người. Trời kiểu cảm giác như là mấy tháng rồi chị em mới gặp lại mà mấy tháng rồi mà trời. Mặc dù nó mặc đồ đen nhưng em vẫn thấy nó mất rất là mập. Thấy chị bữa nay sao? Hả? Thấy chị bữa nay khác không? Khác hả? Ủa chiên không có cho dầu luôn hả? Chiên nước. Vậy đó, cho nó cắn người hoài à. Đi ra. Chú ngồi giống như chú. Chú ngồi như chú. Chú ăn. Ngon lắm, chờ bên đây. Ủa chị ăn cơm không? Chị ăn rồi. Ăn luôn đi. Nãy ăn trước khi đi rồi, tại chú với anh đi trước nên nó lỡ dở. Giờ tới chiều tới luôn á. Ừ nên là giờ đi đến chiều luôn mà không ăn thì mọi người chút qua bên nhà khách mời không ăn được.
hôm nay hai chị em đang chuẩn bị làm chương trình. Chương trình gì? Cơm ngon nhà ấm. Cơm ngon nhà ấm. Ôi giời, chị mới biết cái là chiên nước bình thường chị toàn chiên dầu, hình chi chị thấy nó dầu quá trời. Chiên nước nó chín với lại nó mềm. Nó thơm hơn. Tại vì chị ít ăn cái này lắm nên là chị không có biết. Đây dạ, đây bé 7 sau 3 tháng ở nhà, nay bao nhiêu ký rồi? Lên em cũng không biết, lên chắc cũng khoảng 5-6 ký gì đó. Trời đất ơi. Chiên nước nó nặng không có béo, hồi mỡ của cái lạp xưởng nó ra cái là mình không ngon rồi. Trời ơi, tính ngày mấy tháng không gặp rồi ta? 3 tháng. 3 tháng, hơn 3 tháng. Hơn 3 tháng không gặp. Lâu lắm rồi mới lại được đi làm, nay mình chị mới cũng được ra đường với bộ. Hôm nay đường. Ra đường ha? Ờ. Trời ơi, ủa gì là anh tí chị Quang Khương là chị Quang clip nữa? Không có Quang Khương. Trời ơi, tiếc ha. Tiếc quá. Tiếc trời. Sao không đề xuất? Ai biết đâu. Hôm qua thưởng chị Khánh kêu Quang Khương rồi, cũng muốn gặp anh Khương mà cuối cùng không được gặp. Trời ơi, tiếc như trời. Chị gặp được bé 7 thôi. Mà hồi qua nhà chị Trâm đúng không? Không. Ủa? Không, em chị. Chút chị qua nhà em xi luôn. Con quên nữa, để lấy nước. Lấy gì? Nước trời. Nước đi xin đi. Ẩm rồi. Anh còn đang ấy. Anh còn uống nước không anh Lam? Để em làm nước. Không, lại hỏi người ta. Ta là không, ta là uống bà. Hỏi có gì anh uống anh lấy. Anh quay cho em đi, em lấy nước cho anh. Đúng rồi đó. Nó chỉ đợi đấy thôi. Nè, đợi một cá kìa. Em lấy nước em gọt thử cho mọi người ăn. Ủa cái này là gì pha nhiều quá vậy? Chén rửa này cho nó gáo nước thôi. Hôm bữa em làm chiên gà này rồi, mình lấy cái bọc đá đi. Có gì ăn không? Cũng lạnh, có gì mở ra lôi ra ăn hết đi. Không còn gì hết trơn nè, sống lỏng rồi. Còn hết cái xả luôn mà. Không còn gì luôn. Ở đây nhà, ở gần đây phải có rau mang đi hái rau, hái đồ thôi chứ trời. Có hái rau mà hết ngày thôi. Ngày chín rồi đó. Mà lên luôn. Lấy canh. Ủa bỏ cái nào không? Đã ở đây hả? Nè cái ca nè, đấy là chị múc cái ca bự này đi, xong rồi chị chế cái hợp lý. Tức mà ngắn ghê trời. Chị bỏ đá vô cái ca đó. Cái này ai uống chế ra ca nhỏ. Chị bỏ đá vô nè. Chị một lấy bút tay. Đúng không Lam? Không, vệ sinh sạch sẽ gì nữa. Ủa là sữa mình không luộc với nước trước hả? Đâu em ấy xong rồi kìa, em ấy nước luôn á. Em chiên bằng nước luôn á. Nước chấm xanh không độ. Ở đây phải có nước dừa chứ. Đây kìa có trái dừa rồi lấy đi mà chị mua lấy luôn. Đòi hỏi là khách đến đòi hỏi là. Ở đây mát mẻ ha. Đó. Thấy ngon không? Không. Chưa thấy được. Thấy cái vỏ luôn đó rồi. Đem gửi qua đây bia bỏ luôn. Cái này nó nhỏ thôi nhưng mà nó ngọt. Ủa bữa này kiếm như ta? Chị bán có 30 ngàn à. Trời rẻ vậy hả? Ừ. Ôi. Sao mày cắt sạn dữ vậy? Phí quá trời. Trời mọi người thấy nó đảm đang cắt miếng bữa kìa. Cái bữa này 35 ngàn ký hả? 30. 30 hả? Ừ, chị bán rẻ mà. Ôi. Tại mình không có mặt bằng mấy kiếp, mình bán online nên là mình bán rẻ thôi. Lấy công làm lời. Ghê vậy. Thấy không? Này có phương trầm đó nữa hả? Rẻ mà rất là chất lượng luôn. Này có phương trầm lấy công làm GL rồi nó ơi lấy cái chén gì mà bỏ xương. Rồi con chó ăn. Chó gì cũng cắt lông, tỉa lông cho nó. Có thành chó lông xù mà kêu cắt lông. Hay hả? Nó cắn không vậy? Không. Bây giờ cắn có mấy người à. Trời nó cắt bưởi vậy không hả? Ai cắt bưởi vậy không trời? Ai lột bưởi vậy trời? Ai bưởi này nhìn ngon quá ha.
không biết ăn ngon hay không á, nhìn ngon á. Trời, mày đưa gọt cho mày gọt tí xíu à. Tí đâu? Gọt mình ai đi cắt mũi đi. Này gọt đi. Đây đây cho. Gọt bưởi mình thấy. Đây thằng Nguyễn Thị Nga gọt bưởi nè. Ừ, thằng Nguyễn Thị Nga gọt bưởi nè. Đưa đây, gọt. Trời ơi, gọt cái mới, gọt cái cũ xong đi. Không, gọt cái cũ. Gọt cái này để dư. Ủa sao chứ cái màn hình chỉ nó rộng vậy? Trời ơi, PS2. Để mà ăn. Wow. Đúng là bán cái gì là chuyên nghiệp đó ha. Ừ. Gọt lẹ đi em, chị đi bẻ lá dứa nè. Bẻ lá dứa, ủa chưa lấy nữa hả? Chưa lấy nó héo rồi sao? Chứ cũng để một ngày, hai ngày nữa mà. Mình được ngày nào hai ngày đó. Để hai ngày nữa rồi sau, rồi sau nó tươi được. Chưa bỏ tủ lạnh sao vậy? Đó. Này. Cái này. Wow. Wow. Anh Khương thì là lột sầu riêng. Ừ. Em thì lột chân gà. Chị lột bưởi. Ôi ơi, dữ dằn. Nó ghê chưa? Ghê chưa? Ghê quá. Rồi cái tay này đè dập cho bưởi hết rồi. Sao mà dập được? Wow. Đó. Tách ra luôn, lấy tay tách ra luôn. Từ từ mình phải gọt bớt cái lớp này đi. Cái dao này thì ghê quá. Dạ, cái gì cho nó lục lắm. Nhọn vắt lên vậy trời. Ừ, thấy không, thấy gọt sạch sẽ không? Ai như em cắt vậy nó bị ấy mất cái múi của mình đi. Bữa giờ ở nhà xung quanh đây có nhiều ca không? Có, sát bên rồi. Ủa vậy hả? Ừ, mới đi hôm kia. Sát bên hả? Mày có sao test chưa? Không, hôm bữa đó test chắc sáng xong mấy chị đó vừa mới từ công ty về hôm kia. Xong bắt đầu cái công ty chị cũng test mà chưa có kết quả đó. Rồi chị mới điện chủ trọ, chị xin về. Chủ trọ cũng cho về đây, vừa về đây xong qua hôm sau bên phường đem đồ xuống test nè. Wow. Xong bắt đầu tự nhiên chị test xong mới biết chị bị. Xong rồi chị về xong công ty người ta cũng có kết quả đó. Ừ. Người ta gọi chị về công ty đang trả đi cách ly, chị đi. Đúng là Nguyễn Thị Ngân. Đó, cái này bỏ. Ghê thật. Thấy không, đẹp đẽ, gọt sạch sẽ, không cần phải bóc lột gì luôn, ăn luôn. Làm ăn thật tiếc mà không biết gọt cái tay nữa là thôi luôn. Anh, đó. Cái gì? Rồi. Đó, mình gọt sạch. Cái đồ ăn ngon không? Đỉnh không? Không ai đỉnh, nói gì hết chứ. Đỉnh của chớp không? Đáng lẽ em phải làm kho quẹt. Quay cái tay không bị bẫy, quay cái mặt nữa chứ bẫy. Mặc dù không thấy gì. Em tưởng được khán giả chuộng coi tay hơn. Thư có này móng dài gì? Hấp tiêu à, gì? Dạ hấp tiêu. Hấp tiêu hả? Dạ. Đó thấy không? Đạo nhỏ mà. Nè, đó. Đây này thấy không? Ký có 30.000 à. Clip này không có quảng cáo. Thì cũng bán hết rồi. Được hết rồi hả? Ừ. Đang không biết có nên lấy tiếp không? Đó thấy không? Người ta gọt nhanh gọn lẹ mà sạch sẽ không? Ai như rồi, em? Ôi ghê thật. Đầy thầy. Đó, mình cắt cái đầu này đi, cắt nó dễ hơn. Một hồi là chú Linh vừa leo lên xe là chị Khánh hỏi là tới chưa rồi đó. Chết rồi, chị Khánh coi cái clip này. Cắt đoạn này nha. Cắt âm tắt tiếng đoạn này lòng luôn tiếng khác. Anh không có vợ, nãy là nó anh tới chị tới nhà em thôi à. Khánh gọi cho anh tới nhà. Trời ơi. À, vậy chị Khánh không để mọi người ăn cơm đúng không? Hay là lúc này mình nói chị Khánh chưa gọi. Ừ, lúc này Khánh chưa gọi. Nè, nói câu này bà mới biết nè. Rồi mày cứ quay cái tay hoài. Ờ, đây nè, nó quay. Nhà bếp bảy ở đây bao lâu rồi? 3 năm mấy à. 3 năm mấy hả? Mà em ở cái khu này không là mười mấy năm, 13, 14 năm à. Mày điên à? Đi vòng ở đây không à. Gì ở 13 mười mấy năm? Ờ. Năm nay mới có bao nhiêu tuổi mà 13 năm là mấy? Ủa, năm nay mới 12 tuổi hả bà nội? Đó mấy tuổi lận đi lên rồi. Ủa vậy hả? À. Sài Gòn sớm vậy hả? Chị tưởng em
đi học rồi mới lên đây chứ ai nghỉ hè ấy là nghỉ hè em lên đi làm thôi rồi về học lại. Đây bữa chị Trang qua nhà bé Bảy, bữa nay em mới qua, không qua lấy đạo cụ thì chắc cũng không biết chừng nào mới qua đây. Nói chung thấy em bút nó khỏe mạnh cũng đỡ hơn. Không, em mệt lắm á. Mệt hả? Mệt mai mốt cũng đi quay à? Hôm nay nói chung là đúng kiểu hôm nay được đi ra ngoài á. Trời ơi, hai chị em gọt mà nhìn nè. Chưa mày gọt nè, giờ tắt không nổi luôn nè. Rồi, được rồi đó. Cái này để đưa cho mọi người. Rồi, đi chào, đi chào kết nè. Nói chứ tranh thủ để còn đi làm những giả. Hôm nay qua nhà MC, anh Ánh Tài, hai anh chị để set up máy. Ngày mùng 2 mình sẽ quay hình chương trình, chưa nãy đó sáng nói từ đầu giờ mình chưa giới thiệu chương trình Cơm Ngon Nhà Ấm. Cơm Ngon Nhà Ấm, một chương trình mới em với bé Bảy lại làm chung với nhau nữa đó. Rồi thôi bây giờ đi nhau à, thôi mày ăn miếng đi, ăn miếng bưởi đi chứ, phải ăn quảng cáo là phải có ăn nữa. Mời mọi người nha, đây mời mọi người đây. Nha mà mọi người ạ. À. Rồi. Đúng là bưởi thật tuyệt. Nén lắm. Đây là bốc miếng liền. Đó. Bưởi da xanh Bến Tre quý anh đã, rất là ngon. Rồi bây giờ mấy anh em sẽ chuẩn bị đi tiếp tục đi qua quận 7 nữa quý anh đã, tranh thủ không sẽ trễ mất. Cảm ơn quý anh đã là nhiều. Bữa nay qua nhà bé Bảy. Bữa nay qua bé Bảy chào luôn nè. Qua thăm bé Bảy, tiện đường qua thăm bé Bảy đó, chuẩn bị đi làm rồi giảm cân đi nha. Đúng rồi. Chứ mập vậy mọi người không nhận ra đâu. Bye bye, xin chào quý vị, xin chào khán giả, hẹn gặp lại mọi người trên clip sau.